Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong bản tin thị trường của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nếu như cách đây vài năm thôi thì OCOP còn là khái niệm mơ hồ với các địa phương, nhất là nông dân, thì nay đã khác. Chưa bao giờ những thế mạnh nông nghiệp của làng xã được chăm chút đầu tư và nâng lên thành sản phẩm đặc thù một cách quy mô và bài bản. Tại đồng bằng sông Cửu Long thì đang có một phong trào mà tôi xin được gọi là phong trào OCOP. Trong đó thì người hưởng ứng nhiều nhất đó là nông dân, là các bạn trẻ khởi nghiệp. Với sự linh động và nhạy bén thì các sản vật địa phương vốn dĩ đã quá quen thuộc được thêm vào một hàm lượng chất xám nhất định để trở thành một sản phẩm thương mại trên thị trường. Theo đánh giá của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đồng bằng sông Cửu Long đã phát huy lợi thế các sản phẩm vùng miền gắn với thế mạnh khu vực như trái cây, lúa gạo, du lịch sinh thái để chọn lựa tập trung phát triển các sản phẩm OCOP mang đặc trưng của địa phương như dừa, bưởi, sầu riêng, chôm chôm của Bến Tre, lúa gạo ở Sóc Trăng, An Giang, trái cây, du lịch ở Đồng Tháp. Từ đó, các địa phương từng bước hình thành chuỗi liên kết bền vững, nâng cao giá trị cho người sản xuất, tạo ra sản phẩm có chất lượng an toàn, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Hiện nay, khu vực này có 507 sản phẩm OCOP, trong đó số lượng sản phẩm đạt 3 sao chiếm gần 67%, sản phẩm 4 sao là 33%. Điều này cho thấy rằng các địa phương đã thực sự quan tâm đến chương trình mỗi xã một sản phẩm, qua đó góp phần mang thế mạnh của vùng miền quảng bá đến người tiêu dùng gần xa. Hội chợ triển lãm thương mại sản phẩm OCOP kết nối dương xa do tỉnh Đồng Tháp tổ chức. Có hơn 200 đơn vị với 365 gian hàng của các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long và nhiều địa phương trên cả nước đăng ký tham gia. Từ khi đưa sản phẩm độc quyền của mình là chanh dây ngọt vào chương trình OCOP, ông Công mạnh dạn hơn khi quảng bá ở các kỳ hội chợ triển lãm, bởi đây là nơi ông bán được hàng nhiều hơn. Cái hay nữa là cái người mà làm ra đó, cái sản phẩm đó, chính người đó rồi đi giới thiệu sản phẩm và địa phương đã kiểm duyệt thì nói chung chất lượng này chú thấy là nó có nâng lên. Nếu như trước kia các sản phẩm OCOP chủ yếu khai thác lợi thế tài nguyên bản địa thì nay đã có sự đầu tư chỉnh chu hơn về chất lượng lẫn hình thức và chú trọng yếu tố chế biến sâu. Chẳng hạn từ trái dâu tằm có thể làm ra 5 sản phẩm khác nhau. Sản phẩm mình sẽ đạt từng bước. Bây giờ mình tại sao mình được 3 sao? Thì ước mơ của mình sẽ 4 sao, 5 sao như các tỉnh bạn. Bởi vì sản phẩm người ta bắt mắt như thế nào đó, rồi chất lượng nó bền vững. Chỉ trong vài ngày tổ chức, hội chợ đã đón hơn 40.000 lượt khách đến tham quan mua sắm. Và doanh thu của các gian hàng cũng chạm mốc 7 tỷ đồng. Nói cách khác, những sản phẩm OCOP đang được lòng người tiêu dùng. Từ kỳ hội chợ OCOP của Đồng Tháp, có 37 viên bản ghi nhớ đã được ký kết hợp tác và cung ứng tiêu thụ sản phẩm, xây dựng vùng nguyên liệu giữa nông dân, doanh nghiệp, chủ thể OCOP và các nhà phân phối. Điều đáng chú ý là các tập đoàn siêu thị đã chủ động tìm đến để kết nối nhằm mang sản phẩm về với đơn vị của mình. Phiên tọa đàm với diễn giả là đại diện các tập đoàn siêu thị, hiệp hội thương mại điện tử và thành phần không thể thiếu là nông dân, doanh nghiệp khởi nghiệp. Không ngủ quên trên chiến thắng, chủ thể của các sản phẩm OCOP chăm chú lắng nghe những điều doanh nghiệp cần. Tính ổn định về chất lượng là yếu tố đầu tiên. Chúng tôi phải chịu trách nhiệm sự chuẩn mực không được phép thay đổi. Nhưng mà bên cung thì chúng ta có nhiều cái tác động và khách quan. Ví dụ như tôi thành công ở một địa phương, ví dụ như trong Nam rồi, nhưng cái ba vùng miền có những cái hương vị khác nhau, thì mình phải kiên trì để làm sao giữ cái việc, cái hương vị đó, cả ba vùng miền đặc thù cho người tiêu dùng. Ngoài chất lượng, thì việc đảm bảo chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như không để đứt gãy nguồn cung là điều mà các nhà phân phối quan tâm. Bên cạnh đó, tận dụng thế mạnh của thương mại điện tử cũng là một cách giúp tiêu thụ tốt hơn các sản phẩm OCOP. Chỉ tính riêng một tuần bán hàng đặc sản Đồng Tháp trên sàn Tiki đã có đến 20 triệu lượt truy cập và doanh thu mang về hơn 500 triệu đồng. Theo cái thống kê của Google, lượng tìm kiếm liên quan đến những đặc sản vùng miền, ví dụ là Đồng Tháp, thì lượng tìm kiếm lên hơn 500.000 lượng tìm mỗi tháng. Chứng tỏ người tiêu dùng ở khắp mọi nơi, nhất là Hồ Chí Minh và Hà Nội, rất quan tâm đến những món đặc sản. Và thông qua cái chương trình OCOP thì họ có thể chọn mua được của những cái đơn vị uy tín. Phải quan tâm nâng cao cái năng lực sơ chế và chế biến và nhất là bao bì nhãn mác để làm sao nó thích ứng được với cơ chế thị trường. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương cũng cần chú trọng phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp cũng là sản phẩm OCOP. Đây sẽ là cơ hội để thúc đẩy đời sống người dân khu vực nông thôn, đồng thời tạo thêm kênh phân phối, tiêu thụ sản phẩm OCOP đến với du khách gần xa.